Pháo hạm cực mạnh trên tàu Hamilton Mỹ sắp chuyển giao cho Việt Nam. Khi Mỹ chuyển giao tàu tuần tra lớp Hamilton cho Việt Nam, họ không gỡ bỏ mà để lại khẩu pháo hạm Otto Melara 76mm. Đây được đánh giá là khẩu pháo hạm cỡ nòng 76mm tốt nhất thế giới hiện nay. Trong khi một số vũ khí được Mỹ gỡ bỏ trước khi chuyển giao tàu tuần tra lớp Hamilton cho Việt Nam, thì khẩu pháo hạm Otto Melara được giữ lại. Đây cũng là loại vũ khí uy lực tiêu chuẩn của lớp tàu này. So với dòng pháo hạm AK-176 của Nga hay pháo hạm cùng loại của Trung Quốc, thì pháo hạm Otto Melara của phương Tây có trọng lượng nhẹ hơn, nhưng tầm bắn xa hơn và đặc biệt là độ chính xác cao hơn hẳn. Sau khi Việt Nam tiếp nhận và đưa tàu này vào biên chế lực lượng cảnh sát biển, thì khẩu pháo 76mm này tiếp tục được trang bị và trở thành loại vũ khí uy lực nhất của tàu. Hiện pháo hạm Otto Melara 76mm đang được 38 quốc gia tin dùng. Hệ thống radar dẫn đường cho pháo hạm này được tích hợp ngay trong bệ pháo giúp cho việc điều khiển hỏa lực rất chính xác. So với pháo của Nga và Trung Quốc, pháo hạm Otto Melara có cơ số đạn ít hơn hẳn. Tuy nhiên về chế độ tự động, Otto Melara lại không quá tốn thời gian cho việc nạp đầy buồng đạn. Về thiết kế, pháo hạm cỡ nòng 76mm của Nga và Trung Quốc chỉ có tầm bắn tối đa khoảng 15km, trong khi đó pháo hạm Otto Melara với đạn thông minh có thể bắn tới 40km, xa gấp hơn 2 lần đối thủ và độ chính xác cũng tuyệt vời. Cả cảnh pháo Otto Melara với đầu giảm giật nhiều lỗ thoát khí. Với độ chính xác không tưởng, phiên bản của pháo hạm Otto Melara 76mm còn được phát triển để thành pháo phòng không di động mặt đất. Hiện nay có 3 phiên bản của pháo hạm Otto Melara 76/62 là Otto Melara 76/62 Compact, 76/62 Super Rapid và 76/62 Trans. Phiên bản Otto Melara 76/62 Compact được sản xuất từ năm 1965 và đây là phiên bản đầu tiên và cũng đang phổ biến nhất thế giới. Phiên bản 76/62 Super Rapid bắt đầu được sản xuất từ năm 1988 và phiên bản 76/62 Trans, phiên bản Super Rapid lắp kèm hệ thống Trans ra đời từ năm 2008. So với phiên bản 76/62 Compact, bản Super Rapid có nhiều ưu điểm hơn như tốc độ bắn vượt trội 120 phát trên phút so với bản Compact chỉ 85 phát trên phút. Hệ thống nạp đạn ở bản Super Rapid cũng được cải tiến với tốc độ nạp đạn nhanh hơn. Với ưu điểm là trọng lượng nhẹ, tốc độ bắn nhanh, bắn xa và bắn chính xác, pháo hạm Otto Melara đang được coi là dòng pháo hạm cỡ nòng 76mm tốt nhất thế giới. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.